Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì Dương chúc cô chú anh chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Thì hôm trước Dương có đặt cái khu vực mới này nè, mấy chục cái lợ, thì sáng hôm nay Dương sẽ đi thăm, quay lại để chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì hiện tại Dương cũng tới cái bãi lợ của Dương rồi nha, để Dương đi thăm luôn. Rồi hôm nay không biết như thế nào nha. Bãi này thì Dương thấy nó rất là ngon đó, không biết sao. Hy vọng hôm nay sẽ có thu hoạch nha. Sao này nước cạn như ta. Cái rô bé bé đặt sâu xuống, chắc hôm bữa Dương đặt là lúc nước lớn á, giờ là nước dòng nó cạn nè, do mình đặt buổi chiều, mình sáng sớm mình đi thăm buổi sáng nè, nên chưa nhớ chỗ nữa nha. Hay kiếm quần kiếm á, cá gì không đây, sạc cái rô nhỏ thôi. Dương thấy cá bự đó, không biết sao. Nó có sao biết sao đây. Trong năm này này con cái nè. Con cá phi chết ở ngoài vậy. Nó đặt lại trong lều không nè. Sao nó nở ngoài chết đi ta nè. Hôm bữa đặt nước lớn bây giờ nó nước dòng cạn rồi, chắc thất thủ quá, tình hình này thất thủ quá. Nay cá con vô nhiều rồi mà sao chưa thấy cá bự đây. Ôi, cái lợ nằm phiêu du ở trên luôn nè. Cá con vô nhóc luôn nè, cá sặc luôn quá trời luôn nè. Duyên chưa thấy cá bự đây. Ổn không ta? Tôi thấy bắt ổn rồi đó. Đây. Bên đây. Ui, nằm trên khô luôn vậy. Bây giờ cái là nằm trên cạn luôn rồi. Cái sạc cái gô thì vô nhóc chưa nè, nhưng mà không thấy lóc. Bên đây hôm bữa là nước đầy nhóc luôn, hôm nay là khô gan rồi. Đây mình có mấy cái lợ của mình nó nằm như thế nào. À, cái lợ này thì có nước nè. Có cá không thì không biết nha. Chứ không rồi cái này gông đấm không mà Dương thấy không ổn rồi. Để Dương về nó xích trong xíu coi. Giờ nó vô trong nó luôn, chứ hôm bữa lúc Dương đặt là nước ở đây nó nhiều lắm, nước lớn á. Nó cạn khô nằm khô quéo luôn. Để Dương dời cái lò này xuống luôn nữa cơ. Tình hình này thấy không ổn đâu. Vô làm ổ luôn.
Nhưng mà dùng thấy nhiều có cá lóc nha, có phi chứ không phải cá lóc. Bắt cặp mấy cá phi này để hên, lấy hên nè, không bự cũng bắt luôn, bắt thử mấy con này lấy hên nè. Mình được con cá lóc nha. Đây. Nãy giờ không, nãy giờ mới được con cá lóc đầu tiên. Đây là bắt cá lóc này lấy hên coi. Mới bắt mấy cá phi để lấy hên này, giờ vô con cá lóc nha. Được con cá lóc cũng có cảm giác tinh thần lại xíu rồi đó. Bọt không vậy? À này cá phi nó vô nó chết nha, bị cái nước nóng quá. Để coi vô dài vô trong này chút nữa. Đây nếu mà bữa sau mà không ổn thì mình sẽ cuốn luôn nha. Đây bữa là bây giờ biết nó nằm đâu nè. Đây đây là mình đây. À như thế là này có dấu nước ướt nè mà cũng sạch này, không có cá gì không đâu nha. Mình còn có phi một, nhưng con cá rô bự bự thì dùng bắt luôn. Cái gục cũng mập ạ. Cuốn cái lời trong kia nè để Dương kiếm chỗ đặt nó lại luôn đi, cầm theo mệt quá. Đi chờ tà mồi sáng anh.
mình phải bỏ cái sạch đóng về ha, không ham rồi nè. Cái gì đây mà phải dưới vô đây, cà phê không mang cà phê luôn đi. Chỗ này là Dương thấy bao ngon luôn đó mà sao kỳ không biết nữa. Ủa cái lần vô cà phê nhiều ạ. Lần vô sắp bán cà phê vậy đó nè. Là thì nhỏng lên này mà thấy có bọt cá sạc nó dương nghi chắc không có cá quá. À một con cá phi. Con cá phi dương nguồn cá lóc nhỏ nhỏ. Đây dương bắt luôn. Ngay có đường nước của Dương có một cái nè, không biết ơi Dương thấy có cá tung tung nè, cái gì đây coi coi. Ây da, cá phi không, chỉ một con cá lóc hơi nhỏ nhỏ nha nè. Là vô đâu chắc ký cá phi gì đâu mà không có bự. Con cá lóc khoảng nhỏ cái nè. Cá hay là do nước cạn nó nổi cái đầu lên nha, chắc Dương nghĩ nước cạn quá. Ui, vô con rùa nha. Nè con này chắc tầm
hai ba lạng gì nè. Dạ, ở đây cũng còn rùa nha. Bé này thì làm hai ba lạng vậy. Ở đây không có cái lờ mà ướt mình, không có cá không nữa nè. Có cá nha, cá gì đây nè không biết, mình thấy lội lội nè. Wow, một con cá lóc. Không thì đây được hai ba cá rô nè, cũng bự nè. Bọt luôn à. Đây. Rồi 3 4 cốc phi đây nè. Hôm nay chắc tiêu rồi. Bãi mới này chết quớt rồi. Con này.
rô vậy. Đường này ngon lắm luôn, kỳ vậy đó. Nhưng còn 4 cái lờ nữa thôi nha, thì không biết như thế nào. Hôm nay là khủ rồi. Thì cái lờ đầu tiên là vô thấy bọt cá sặc không rồi. Mà cá phi nó vô nhiều nha. Để vô mắt cá phi vô nhiều quá, như cái lóc nó hấn vô hay sao. Chứ vừa nghĩ ngon như này là có cái lóc. Tiếp tục thôi, hôm nay thất thủ rồi, chắc 3-4 kg cá phi vậy. Đây, cái lần này có rồi. Cá gì chạy nôn nào đây. Còn cá rô với con cua. Cá rô đậm. Dạ anh. Dạ. Bộ vậy đó. Như vậy. Ý con gắn nồi gắn nước. Nè. Con gắn nước nha, nè. Thằng chi vô thấy cái lời giật giật. Thì ra là vô gắn nước. Để vô gỡ cái gắn nó ra coi. Vô chưa ăn gì hết. Về Dương sẽ đổ ra và quay cho cô chú chị mình xem cái thành quả của Dương nha. Này thất thủ rồi, chỉ được ít cá phi thôi nè, hai cá lóc à, này có hai cá lóc luôn, duy nhất hai cục cá lóc luôn. Rồi giờ mình về thôi. Thì đây là cái thành quả của sáng nay Dương nha, hôm nay chắc thua rồi, thất thủ rồi. Này con gắn mà ra đó, quên gắn nước ra, quên thả ra vẫn chạy nha. Này thả nó đi, nó ra rồi hay gì nữa đó. Không bỏ bao, không bỏ bao. Bỏ vô đó mà chắc nó sẽ chui ra rồi đó. Không biết nó ra ngoài không à, không biết nữa. Nay đến chừng 2-3 kg cá phi gì. Hai cái lóc. Gì vậy? Ừ, hai cái lóc. Bắt cái lóc.
của con rùa đó. Ờ, ba bốn con cá lóc chứ bộ. Con khô dữ vậy. Con bự không đã hả? Đó rồi, còn cá nó ai chậm cho nó chậm đi. Nó uống mềm nè. Cái rùa ngon á. Bắt anh cua rồi. Cái cá rô anh bắt anh bán hay là gì làm đi. Lấy cá lóc cái phi này. Thì cái thành quả của Dương hôm nay chỉ có được có nhiêu này thôi. Hôm nay là thất thủ rồi, tặng nó có phi thôi. Có 4 kg á. Thì cũng 3 kg gì đó. Như cái hành trình buổi sáng hôm là của Dương hôm nay cũng kết thúc ở đây nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị video sau nha. Bên anh có cái sạc không? Gì? Bên anh có cái sạc không? Cái sạc không ít em ơi. Ồ, nó được, có con rùa luôn hả? Ừ, được con rùa đó. Rùa này đổ ra. Anh vô dính hàng VIP, con này về nuôi luôn vô. Nuôi gì? Thả luôn cái nuôi. Thả luôn. Ừ. Nuôi. Đồ hết rồi.